Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa vị, hôm nay Châu Phú cùng với sư huynh Tấn Dũng, Nhịp Cầu Nhân Ái, hai anh em đi qua tìm chú Sáu Mâm, cùng với tất cả quý đồng đạo đây để mà hỗ trợ và tiếp sức cho nhà thuốc của chú Sáu Mâm. Thì kế tiếp sau đây thì Châu Phú cùng với huynh Dũng cũng có vài cái điều thắc mắc về một cái cô gái người dân tộc Khmer vậy, nhưng mà cô ấy người dân tộc Khmer đúng ra là biết nói tiếng Việt cũng là một phần nào đó thôi vị, và biết nói tiếng dân tộc thì mới nhiều, nhưng mà đặc biệt một điều tại sao mà cô gái này á, từ cái lúc mà Châu Phú quay tới giờ vị, thì thấy càng ngày cô ấy càng nói chuyện về Phật pháp rất là nhiều, và bà con cũng đang đặt cái nghi vấn không biết cô gái này là chánh hay là tà hay là ai nhập vô cô đó. Thành ra Châu Phú cũng là cái nhân duyên gặp chú Sáu, vì chú Sáu là ngày xưa tu ở trên núi vậy đó, và cũng có trải ra qua rất là nhiều, nhiều khi bị khảo đảo nữa vậy đó, cũng có gặp Phật Di Lặc, gặp cụ Nguyễn Trung Trực, ngài Nguyễn Trung Trực đó, ông cụ ông quý vị, cùng với gặp Đức Thầy hay là dân dân. Nên anh em của Châu Phú quyết định làm một cái video nhờ chú Sáu nhìn thử coi, không biết chú Sáu biết cái cô này không biết bị ai nhập hay là cái phần nào đó, ông bà tổ tiên gì không biết, nên mời vị đồng hành nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con Dạ, chào chú Sáu. chào chú Sáu Dạ, nha. A Di Đà Phật. Chú Sáu hôm rồi có xem trên YouTube thấy cái em ven người dân tộc Khmer mà bị hành căn mà nói về Phật pháp không chú Sáu? Cái này mới có thấy đây à, Dạ. mới coi đây. Dạ. Rồi chú Sáu thấy cái thằng này là như thế nào, chú Sáu có thể chia sẻ cho bà con mình được biết chú Sáu? Cái phần này coi như mình thấy coi như hiện tại đó thì đứa cháu này nó không biết cái gì mà lại có cái người mà chở như vậy, đây cũng cái phần này cũng như ông bà đồ chở vậy đó. À, để cho cháu nó nói để cho quý vị người ta giác ngộ người ta tu thôi, chứ như là cái phần này nó cũng không có phải là người ta kiếp trước ta có tu rồi, thành ra bây giờ ta xuống đây ta mượn cái xác của cháu này để nói chuyện thôi, chứ cháu này thì thành ra sự thật là không biết gì hết. Thì mình thấy khi mà Đức Thầy nói kể từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ duyên trần chẳng xiết đó, vậy hỡi chư thần mau nói gót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai đó. Thì mình thấy bây giờ coi như là ở gia đình nào cũng vậy, thất tổ cửu quyền nơi chín suối mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, gọi là khi mà con cháu mà không biết cúng lại niệm Phật thì cái tất nhiên là cái phần này coi như ta về ta chợ để cái người phần này cũng có tu đó, thì về ta chợ cho cái chợ duyên cho cháu này trước nhất, thứ nhì nữa coi như là cho xanh quanh đó ta thấy như vậy mà cái phương pháp để lo tu học niệm Phật vậy thôi, chứ cái phần này nó coi như là nếu mà người ta không có nhận cái gì của ai là phần chánh chứ không có gì gọi là tà được, bởi vì người ta thiếu tu ta trở lại ta lập công bồi đức rồi đó, thành ra coi như là mình thấy coi như là thời gian này đó là sau này đó là Đức Thầy nói sao một cây cò một cái gốc cỏ thì một ông thầy, mà bây giờ là coi như xuống thế này coi như nhiều 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 người lắm, thành ra để độ chúng sanh thời kỳ này đó là thời kỳ này coi như là để độ mà để lập công bồi đức. Theo tôi nhận xét thì cháu này thì nó như vậy là tất nhiên là cái phần này mượn gì là khi thì cái phần mới thì phiên niệm Phật, phần kia cũng vậy, người già cũng phiên niệm Phật, thì cái phần này tôi theo thấy nhận xét thì không có tà, cũng như cái người ta đi vô bình thường tránh chứ không có tà, gọi là tà là biểu sai đồng sai cốt rồi này kia cái này cốt kia đó, cúng gà cúng vịt này kia đó mới gọi là tà, còn cái này phần chánh là ta chỉ lo chỉ là ta phiên niệm Phật thôi, phiên niệm Phật rồi phiên tu rồi phiên là coi như làm cái việc gì có lợi ích cho xã hội ta phiên vậy thôi, mà cái phần này như vậy là chánh chứ không có tà được.
theo tôi nhận xét vậy đó, rồi theo cháu Châu Phú thấy làm sao? Con qua con nhờ chú Sáu giải mà chú Sáu hỏi ngược đi con. Thì nói như vậy đó thì à, mình thấy coi như là sau này đó coi như là cháu coi như cháu này là coi như cái xác này mượn đó, mượn mà coi như ta không có xưng danh xưng tánh. Ta chỉ chắp tay rồi ta chỉ là phiên niệm Phật, như vậy là cái phần này coi như mình cũng thi hữu lắm chứ không phải. Gọi là cái phần này chánh chứ không có tà được. Cái phần tà thì ta hay xưng, rồi ta kêu cúng gà, cúng vịt, cúng này cúng kia. Còn này ta đâu biểu cúng gì. Phải không? Dạ đúng rồi. Thành ra mình thấy là tới cái phần này chánh. Dạ. Coi như là không tà được. Ông bà của người ta cũng có tu rồi ông bà với cụ quyền với lại cái người mà tu đó, coi như là người ta thiếu tu và ta mượn cái xác này về đang ta để người ta nhập vô để người ta hướng dẫn cho quý vị không tu đó. Thì cái đó cũng là một cái phương pháp là vậy thôi chứ không có mượn xác để lập công bồi đức hay chứ sao ha. Dạ dạ. Còn theo mình phải nhận xét vậy đó, hồi đó giờ tu tu rồi tu thấy vậy đó. Hồi nào giờ là chú Sáu có thấy những cái phần căn nào mà về như em ven này chưa chú Sáu, hay là mới thấy lần đầu? Cái phần này đó coi như là cái phần căn này là cái người ta tu hồi đó tới giờ. Mà trước giờ chú có thấy có cái phần nào mà đi về mượn xác để tu vậy không? Ít lắm. Hiếm lắm ha. Bây giờ thấy đó là nó hy hữu á. Vậy ha. Rồi về là tất nhiên ta phá hoại cái thân xác của cái người đó không à. Còn cái này mà mượn như vậy đó mà cho đứa cháu này nó tu với nó hướng dẫn cho mọi người đó là cái phần này chánh chứ không phải là tà. Có đi vô là coi như là khiến cái này khiến cái kia rồi làm cho thân xác ta quỷ hoại ta đó, là kêu cúng gà, cúng vịt, cúng heo, cúng này cúng kia đó. Rồi sưng sọp rồi đó thì cái đó là tà. Dạ, cái phần này mình nhận xét vậy đó hai cháu. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Sáu. Kế tiếp chú có coi cái video đó chưa chú? Hả? Chú có coi chưa? Có thấy chưa? Chưa thấy nữa phải không? Dạ, cảm ơn chú. Vâng thì kính thưa vị, cái đoạn video này giờ này chưa, hai anh em của còn nữa hỏi nữa chứ. Hả? Chưa. Nữa. Rồi anh Dũng hỏi gì? Tục vài phút đi mất 60 phút rồi. Dạ, chưa được. Vậy hỏi nữa ha. Hỏi nữa. Dạ, tiếp tục. Như vậy thì chú Sáu có cái lời khuyên nào để cho cái xác của em này tiếp tục sau này sẽ làm những gì nữa không chú Sáu? Để nên như thế nào? Cái này coi như mình cái phiên á, thì phiên không có được. Dạ. Bởi vì người ta vô rồi thì ta hướng dẫn cho mọi người coi như là từ từ người ta ổn định lại chứ không có gì. Từ từ người ta có chững lại. Chững lại. Rồi sao người mới có chuẩn, rồi người ta mới độ cho bá gia bá tánh chứ không có sao chứ. Mới thì cũng coi như là ta lên ta hô hào vậy thôi. Sao có chuẩn lại chứ không có sao. Tức là từ từ mình là cái cần thấy. Theo độ cái xác này chuẩn ra luôn là tu hiền rồi cũng như là có thể là sau này có thể là giúp đời hết chứ sao hả? Cái này nó sau đây ta giúp đời, ta giúp cũng là rộng lớn lắm mà. Mà điều cái phần này thì ta cũng không có nói không có ham tiền bạc gì, nhận tiền gì bạc gì của ai thì nó nghĩ là sau này người ta là thành danh á. Được danh tỏi. Chú Sáu làm ơn cho con hỏi á, ngày xưa chú Sáu cái lúc mà chú Sáu chưa có mà chú Sáu cũng ngày xưa không biết chữ phải không? Không biết chữ nhưng mà chú Sáu là có cái lần nào mà chú Sáu bị hành giống như là vậy không? Không. Dạ. Bình thường. Rồi sao mà chú Sáu từ cái lúc mà không biết chữ giống như cô Ven nè, cũng không có biết chữ, không có học nè. Mà tại sao mà chú Sáu cũng giống như vậy đó. Nhưng mà tại sao chú lại biết chữ? Đó và chú Sáu biết bắt mạch, biết bốc thuốc nè. Cái này cái như Phật độ. Ông Phật ông độ rồi mình có cái chẩn rồi mình coi mạch bà con ta. Như Phật Di Lặc á. Rồi với ông Quang Thượng Đẳng Đại Thần độ mình. Mà điều ta độ có cái chẩn. Gọi là không có lên mà kêu là hô hào. Bình thường vậy thôi. Cái đó là cái phần bình thường, rồi mình nói chuyện cũng bình thường. Vậy là cái phần đó là gọi là phần vô vi để mà độ mới dìu dắt cho mà ba gia ba tánh mới được. Gọi là có cái giai đoạn Đức Thầy nói á, ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho, hay là gạt tâm bình tĩnh được thì phát huệ.
Dạ. Nhiều khi trong cái lúc đó thì cái huệ khai của người ta nó có rồi, thì quý vị cái phần căn này người ta xuống người ta để trợ trợ coi như là những cái Phật pháp nào cũng biết hết Dạ. để lo cho đại chúng trong cái thời kỳ là hạ ngôn mạt pháp này. Thành ra mình thấy thời kỳ hạ ngôn mạt pháp này đấy, thì Đức Thầy có nói đời mạt pháp thì cậu Hai Thanh Sĩ cũng nói đời mạt pháp thì tà cao hơn chánh, buổi hạ ngôn ít thánh nhiều phàm, cho nên nản ách bao hàm, mắt từ bi thấy không cam ngồi nhìn. Dạ. Thành ra cái tâm của mình nó được phát huệ rồi thì cái gì mình cũng phải biết hết rồi, cái phần kia người ta chở nó biết luôn hết trơn à. Cũng như mình học mà mới một đầu mà có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi lên tới lớp 12 cái bắt đầu đại học cái nó sáng như bóng Dạ. đèn sáng rồi đó. Thành ra hồi đó chú rồi, coi như đâu có biết chữ biết gì đâu, bây giờ coi như đọc giảng bên bên đâu cũng biết hết, Dạ. Dạ. mà cũng nhờ các ngài đòi trợ vậy thôi. Dạ, cảm Như ơn thầy cháu giáo. nãy cũng vậy, tự tánh người ta có, bởi vì tới giờ ta phải độ thôi. Dạ. Cho Ta nên là xuống thầy ta độ thôi, giáo thấy cái vì bạn người này bên ngoài thì người ta cho là cái đó là không được, Dạ. mà không được theo của người ta, Dạ. chứ còn cái này là bởi vì cái duyên của người ta tới ta phải làm thôi, chứ như Dạ. không mà biểu làm gì sao làm được. Giờ mà cho Phú mà kêu Cái duyên mà cho Phú tới làm được đâu phải mượn hả ta chú? Bát nhã ba la mật. Thành ra Chắc cái là này đặc cái biệt duyên á, cái ha. duyên này là coi như của Phật, gọi là của bên mấy cháu đó là của Phật độ với lại thần độ của cháu ơi. Vừa có thật mà vừa có thằng luôn ha. Còn bên kia cũng cái ở ngáp ngáp mà cúng gà cúng vịt đó là bên đó tà thần đó con. Cái phần đó là tà. Anh Dũng làm gì mà bứt Như cây vậy thì cỏ vậy anh Dũng? để kết thúc cái video trong cái buổi trò chuyện đạo pháp, như là nhờ chú Sáu giải thích về vấn đề phần căn của em quay của em ven Em quay em ven anh uống em thì quay với anh Hoàng xin nha. mời chú Sáu có thể chia sẻ một đoạn đọc một đoạn sấm giảng của thầy hay là để tặng cho bà con mình chú Sáu ha, và đọc một đoạn và trong bài nào cũng được chú Sáu, không biết chú Sáu có thuộc nhiều bài mà Đọc một đoạn ở trong đoạn buổi ngắn thôi tại chú cũng mệt đó, đoạn hả? nào ngắn thì được rồi. Ngắn một Dạ đoạn thôi, dạ dạ một đoạn ở trong cái quyển năm. dạ kính mời chú Sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo, lo tu tịnh mặc ai kiêu ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ sắc thân chớ có hầu gần, hương giới vị sắc trần nên lánh, chữ sức pháp treo rương hiền thanh chánh xảo đường cũng đặng về thần, từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần mà dương thế chẳng cần xét đến, tâm trần tục như cây cành khến làm hiền quả khoải tiêu mòn, đẻo với bào riết nó cũng tròn đến chừng đó trông vào rất tốt,
lũ già dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiêng thần thánh là gì. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn chú Sáu đã diễn ngâm một đoạn sấm giảng của thầy trích trong sấm giảng quyển 5. Và cầu chúc cho chú Sáu lúc nào cũng có được sức khỏe tốt để chăm lo cho bà con bệnh nhân và bà con khắp nơi đến đây để điều trị bệnh. Cầu chúc cho sức khỏe luôn luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa vị, và kết thúc đoạn video, Châu Phú xin đại diện hai anh em cùng với chú Sáu xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và hãy nhớ bấm đăng ký kênh của Tiến Dũng và Châu Phú để ủng hộ tinh thần.